Đài Loan cắt đứt quan hệ ngoại giao với Gambia, tin từ Đài Bắc. Đài Loan hôm nay công bố quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Gambia, vài ngày sau khi quốc gia Tây Phi này tuyên bố chấm dứt các mối quan hệ với Đài Bắc vì lợi ích chiến lược của quốc gia. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã thông báo quyết định của chính phủ vào hôm nay cắt đứt quan hệ ngoại giao với Gambia từ ngày 18 tháng 11. Đài Loan sẽ rút các nhân viên đại sứ quán, các nhân viên kỹ thuật và ngừng tất cả các kế hoạch hợp tác song phương. Các nước khác có quan hệ ngoại giao với Đài Loan bao gồm các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương là Nauru và Palau, cũng như Vatican, Paraguay, Panama, Haiti, Nicaragua và Belize.